Cung Bạch Dương Aries là những người sinh vào khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 3 đến 20 tháng 4. Giải mã tính cách, nghề nghiệp, tình yêu, màu sắc. Cung Bạch Dương là cung đầu tiên trong vòng hoàng đạo và nằm ở vị ở giữa độ thứ 30 đầu tiên của kinh độ thiên thể. Biểu tượng đặc trưng của cung Bạch Dương là con cừu đực. Các hành tinh quản trị của Bạch Dương là sao Hỏa và sao Diêm Vương, và cung này cũng chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ mặt trời. Vậy Bạch Dương có những đặc điểm tính cách nào, nghề nghiệp Đường tình yêu như thế nào? Hãy cùng xem video này để hiểu rõ hơn về cung Bạch Dương nhé. Cung Bạch Dương là gì? Cung Bạch Dương là những người sinh vào khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 3 đến 20 tháng 4. Đây là cung hoàng đạo đứng đầu trong 12 cung hoàng đạo. Cung Bạch Dương còn được biết đến với tên gọi khác là Dương Cưu và trong tiếng Anh, cung này được gọi là Aries. Cung Bạch Dương thường được liên kết với nguyên tố lửa và được cai quản bởi hành tinh Sao Hỏa những người thuộc cung bạch dương thường được mô tả là người dũng cảm nhiệt huyết và quyết đoán họ có tính cách mạnh mẽ tự tin và luôn tìm kiếm những thách thức mới những người bạch dương thường có tinh thần phấn khích và ham muốn chiến thắng bên cạnh đó người bạch dương vốn rất nhiệt tình quyết tâm và can đảm họ thích đặt ra mục tiêu cao và sẵn lòng nỗ lực để đạt được thành công tuy nhiên họ cũng có thể trở nên bướng bỉnh và hay nổi nóng điều này có thể do tính cách kiên cường và sự không kiên nhẫn trong việc đạt được mục tiêu của họ Cung Bạch Dương thường được xem là biểu tượng của sự khởi đầu và dũng cảm. Những người thuộc cung này thường có thể truyền cảm hứng cho người khác và có khả năng lãnh đạo. Họ có thể trở thành những nhà lãnh đạo tài ba và sẵn sàng đứng ra giải quyết các tình huống khó khăn. Màu sắc đại diện cho cung Bạch Dương là đỏ, thể hiện sự nhiệt huyết và sự sôi động. Đá quý đại diện cho cung này là ruby, tượng trưng cho sức mạnh và tình yêu. Tóm lại, cung Bạch Dương là biểu tượng của sự dũng cảm, nhiệt huyết và sự quyết đoán những người thuộc cung này có tính cách mạnh mẽ và luôn tìm kiếm những thách thức mới họ có thể trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc trong tương lai tính cách của cung bạch dương điểm mạnh lãnh đạo tài ba trách nhiệm cao mạnh mẽ và quyết đoán tính nhiệt huyết và năng động sự sáng tạo tính tự tin và linh hoạt tính thẳng thắn và mở lòng tính cạnh tranh và cầu tiến điểm yếu sự kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn sự nhạy cảm có một chút ích kỷ quần áo thoải mái đảm nhận vai trò lãnh đạo thử thách thể chất thể thao cá nhân ghét không hoạt động chỉ hoãn công việc không sử dụng tài năng của một người ngành nghề phù hợp với cung bạch dương bạch dương là cung hoàng đạo mang tính cạnh tranh cao và luôn có ý thức làm việc để trở thành người xuất sắc nhất họ thích sự chiến thắng và đối mặt với thử thách tuy nhiên có thể thiếu kiên nhẫn trong quá trình hoạt động cung bạch dương được biết đến với tính can đảm và khả năng đối mặt với mọi khó khăn tuy nhiên thách thức lớn nhất mà bạch dương phải đối mặt là tính khí nóng nảy và thiếu kiên nhẫn khi bạch dương kiểm soát được những khía cạnh này họ có thể tận dụng tối đa những ưu điểm của mình dựa trên phân tích điểm mạnh và điểm yếu bạch dương có thể sử dụng để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân và phát triển công việc đó theo hướng tối ưu nhất lĩnh vực quản lý và lãnh đạo đây là một sự lựa chọn phù hợp cho cung bạch dương với tính cách tự tin quyết đoán và khả năng lãnh đạo của họ với tinh thần mạnh mẽ và sự kiên nhẫn họ có thể phát triển thành những người quản lý, giám đốc hoặc nhà lãnh đạo xuất sắc trong tương lai. Sự tự tin và quyết đoán giúp họ đưa ra quyết định một cách dứt khoát, trong khi tính cạnh tranh và sự kiên nhẫn giúp họ vượt qua khó khăn và đạt được thành công trong lĩnh vực này. Doanh nhân. Với tính cách tự lập, tận tâm và tham vọng lớn, Cung Bạch Dương thực sự phù hợp với vai trò doanh nhân. Bạch Dương luôn có định hướng tiên phong và luôn sẵn lòng đảm nhận những rủi ro trong kinh doanh, cùng với khả năng phục hồi kinh tế xuất sắc điều này giúp cho bạch dương nổi bật và trở thành một trong những doanh nhân giỏi nhất trong tất cả các tròm sao khả năng lãnh đạo tài tình của bạch dương cùng với khả năng chấp nhận rủi ro là những yếu tố quan trọng giúp họ đạt được thành công trong lĩnh vực kinh doanh sự quyết đoán và quyết tâm của bạch dương sẽ giúp họ đưa ra những quyết định đúng đắn và phát triển các chiến lược kinh doanh hiệu quả vận động viên cung bạch dương sẵn sàng đối mặt với rủi ro và có tinh thần làm việc tốt ngay cả trong những tình huống căng thẳng và khó khăn nhất vì vậy vận động viên cũng là một ngành rất phù hợp với bạch dương việc trở thành một vận động viên chuyên nghiệp là cơ hội để khai thác sức mạnh nội tại và sự kiên trì của bạch dương từ đó hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao sự quyết tâm và đam mê của họ sẽ giúp họ vượt qua mọi thách thức và phát triển kỹ năng thể lực cần thiết để đạt được thành công trong lĩnh vực thể thao lĩnh vực nhà thiết kế kỹ thuật viên và kỹ sư công nghệ với tính sáng tạo đam mê và khả năng đổi mới cung bạch dương nam thực sự phù hợp với lĩnh vực nhà thiết kế kỹ thuật viên và kỹ sư công nghệ. Bạch Dương có thể trở thành nhà phát triển phần mềm, kỹ sư công nghệ thông tin hoặc chuyên gia bảo mật. Tính cách tự lập và quyết tâm của Bạch Dương giúp họ tìm ra giải pháp và đưa ra các thiết kế độc đáo, mang tính đột phá. Bằng việc khám phá và áp dụng các công nghệ mới, Bạch Dương có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp và tạo ra những sản phẩm công nghệ độc đáo. Đồng thời, tính kiên nhẫn và sự cống hiến của Bạch Dương giúp họ chinh phục những thử thách trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Họ luôn sẵn lòng học hỏi và nâng cao kỹ năng để trở thành những chuyên gia đáng tin cậy và sáng tạo. Những nghề này phù hợp với nam Bạch Dương hơn so với nữ Bạch Dương. Lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Với tính cách quyết đoán và sự chăm chỉ, cung Bạch Dương thực sự phù hợp với lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Họ có thể phát triển thành những bác sĩ, y tá, nhân viên chăm sóc sức khỏe hoặc chuyên gia tư vấn sức khỏe. Bạch Dương có khả năng tập trung và quan tâm đến người khác một cách tận tâm. Tính cách quyết đoán giúp họ đưa ra những quyết định đúng đắn và tỉnh táo trong việc chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân. Đồng thời, sự chăm chỉ và kiên trì của họ giúp họ hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe một cách chuyên nghiệp và tận tâm. Bạch Dương cũng có khả năng làm việc nhóm tốt, có thể hòa nhập và cộng tác với đồng nghiệp trong môi trường y tế. Những người thuộc cung Bạch Dương thường quan tâm đến sức khỏe và có khả năng tư vấn sức khỏe, điều này giúp họ trở thành người cố vấn uy tín. Bên cạnh đó, họ luôn hỗ trợ hết mình cho những người cần giúp đỡ nghề này lại phù hợp với nữ giới hơn so với nam lưu ý một số nghề nghiệp không phù hợp với cung bạch dương dù cung bạch dương sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật và sẽ rất phù hợp với nhiều công việc khác nhau tuy nhiên do tính cách và đặc điểm riêng có một số nghề nghiệp có thể không phù hợp với bạch dương sau đây là một số gợi ý về những nghề nghiệp không phù hợp với bạch dương mà bạn có thể tham khảo qua công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì bạch dương thường mang trong mình tính cách năng động nhiệt huyết và thích thú với sự thách thức Công việc yêu cầu sự kiên nhẫn và kiên trì lâu dài có thể không phù hợp với tính cách năng động và muốn thử thách của Bạch Dương. Ví dụ như giáo viên mầm non, nhân viên tư vấn tâm lý, nhân viên chăm sóc khách hàng, thêu vá. Công việc đòi hỏi tính kiểm soát và ý thức chính trị cao, Bạch Dương thường có tính chất độc lập, không thích bị ràng buộc và muốn làm chủ cuộc sống của mình. Công việc yêu cầu tính kiểm soát cao hoặc ý thức chính trị mạnh có thể không phù hợp với tính cách tự do và độc lập của Bạch Dương. Tình yêu của cung Bạch Dương con đường tình yêu của cung Bạch Dương. Con đường tình yêu của cung Bạch Dương được đánh giá là mãnh liệt, nhiệt huyết và đầy thách thức. Những người thuộc cung Bạch Dương thường có tính cách mạnh mẽ, tự tin và luôn tìm kiếm những cảm xúc mạnh mẽ trong tình yêu. Bạch Dương rất chân thành và trực tiếp trong việc thể hiện tình cảm của mình. Họ không ngại thể hiện sự quan tâm và yêu thương một cách mạnh mẽ và tận hưởng sự đam mê trong mối quan hệ. Tuy nhiên, tính cách mạnh mẽ và cạnh tranh của Bạch Dương cũng có thể tạo ra một số thách thức trong tình yêu. Họ cần học cách kiểm soát tính nóng nảy và sự kiên nhẫn để xây dựng một mối quan hệ lâu dài và ổn định. Bạch Dương cũng thích những cuộc phiêu lưu và sự kích thích trong tình yêu. Họ tìm kiếm sự thử thách và không ngại khám phá những khía cạnh mới trong mối quan hệ. Đối tác của Bạch Dương cần hiểu và đồng điệu với sự đam mê và sự tự do sáng tạo của họ. Mặc dù có thể gặp phải một số khó khăn trong tình yêu, Bạch Dương không ngại đối mặt với những thử thách. Họ sẵn lòng đánh đổi và nỗ lực để xây dựng một mối quan hệ đáng giá. Với sự trung thành và sự cam kết, bạch dương có khả năng tạo nên một tình yêu mãnh liệt và lâu dài. Màu sắc mang lại may mắn cho cung bạch dương. Màu sắc có thể mang lại may mắn và năng lượng tích cực cho mỗi người. Đối với bạch dương, màu sắc được cho là mang đến sự may mắn và thành công gồm có màu xanh lá cây, đỏ, vàng và tím nhạt. Màu xanh lá cây tượng trưng cho sự tươi mới, năng động và sự thăng tiến. Đỏ, màu đỏ thường được liên kết với sự nhiệt huyết, sức mạnh và sự quyết đoán điều này rất phù hợp với tính cách mạnh mẽ và nhiệt huyết của bạch dương màu vàng màu vàng biểu trưng cho sự tươi sáng sự giàu có và thành công nó có thể kích thích cảm giác tự tin và sự lạc quan của bạch dương màu tím nhạt thể hiện sự sáng tạo tinh tế và sự thanh lịch trong công việc cung bạch dương thường phù hợp với màu xanh lá cây và màu vàng trong công việc màu xanh lá cây tượng trưng cho sự nhiệt huyết sự sáng tạo và khả năng tự chủ nó thể hiện tinh thần vươn lên và đánh thức đam mê trong công việc của người Bạch Dương. Màu vàng biểu thị sự kiên cường, sự quyết tâm và sự mãnh liệt. Sự kết hợp giữa hai màu sắc này phù hợp với tính cách và sự năng động của người Bạch Dương và nó có thể mang lại sự may mắn, thành công và thăng tiến trong công việc cho họ. Tuy nhiên, màu sắc chỉ là một yếu tố nhỏ trong công việc và cũng cần xem xét các yếu tố khác như kỹ năng, sự cống hiến và sự đam mê trong quá trình làm việc. Trong tình yêu Màu đỏ và màu tím nhạt được cho là có khả năng mang lại nhiều sự may mắn trong chuyện tình cảm của người Bạch Dương. Màu đỏ thường được liên kết với sự nhiệt huyết, đam mê với một tình yêu mãnh liệt. Nó có thể tạo ra một không gian tình yêu nồng cháy, lãng mạn và quyến rũ cho Bạch Dương. Màu tím nhạt thể hiện sự tinh tế và dịu dàng. Màu tím nhạt cũng có thể mang lại một tình yêu lãng mạn, nhẹ nhàng và thuần khiết trong quan hệ của Bạch Dương. Trong phong cách người thuộc cung bạch dương thường có style ăn mặc rất quyến rũ và hiện đại màu sắc quần áo phù hợp với bạch dương bao gồm màu đỏ màu vàng màu xanh lá cây màu cam và màu tím nhạt màu đỏ thường mang lại sự tự tin quyền lực và sự nổi bật bạch dương có thể tỏa sáng trong trang phục màu đỏ thu hút sự chú ý và tạo ấn tượng mạnh mẽ màu vàng thể hiện sự tươi sáng năng lượng tích cực và sự lạc quan bạch dương có thể tỏa sáng và tạo sự nổi bật với những trang phục màu vàng tạo cảm giác vui vẻ và thu hút màu xanh lá cây đại diện cho sự tươi mát thanh lịch và tự nhiên bạch dương có thể chọn những trang phục màu xanh lá cây để tạo nét trẻ trung và năng động màu cam mang đến sự năng động và sự tự tin bạch dương có thể sử dụng màu cam để thể hiện cá tính và tạo điểm nhấn trong trang phục màu tím nhạt là một màu sắc tinh tế dịu dàng và lãng mạn bạch dương có thể lựa chọn những trang phục màu tím nhạt để tạo cảm giác quý phái và nữ tính